Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng. Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự dối trá. Chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối và ban sự an ủi luống nhân. Vậy nên dân tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn nạn. Cơn giận ta đã hừng lên nghịch cùng những kẻ chăn, ta sẽ phạt những dê đực. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã thăm viếng bầy chiên Ngài, tức là nhà Giu-đa, và sẽ dàn chúng nó ra trận như ngựa danh tiếng. Đá góc sẽ ra từ nó, đinh ra từ nó, cung chiến trận ra từ nó, và hết thảy các quan cai trị cũng ra từ nó. Nhưng chúng nó sẽ như những người mạnh dạn giày đạp buồn trên đường trong cơn chiến trận. Chúng nó sẽ đánh, vì Đức Giê-hô-va ở cùng chúng nó, thì những người cưỡi ngựa sẽ bị xấu hổ. Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa nên mạnh và cứu nhà Giô-sép. Ta sẽ đem chúng nó trở về, vì thương xót chúng nó, và chúng nó sẽ như là chưa từng bị ta chê bỏ. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, ta sẽ nhậm lời chúng nó. Người Ê-phra-im sẽ như kẻ mạnh dạn, lòng chúng nó sẽ vui vẻ như bởi rượu. Con cái nó sẽ thấy và vui mừng, lòng chúng nó được vui thích trong Đức Giê-hô-va. Ta sẽ suýt gọi và nhóm hiệp chúng nó, vì ta đã chuộc chúng nó lại. Chúng nó sẽ thêm nhiều ra, cũng như đã thêm ngày xưa. Ta sẽ gieo chúng nó ra giữa các dân. Chúng nó ở các nước xa sẽ nhớ lại ta. Chúng nó sẽ sống với con cái mình và trở về. Như vậy, ta sẽ đem chúng nó về từ đất Ê-díp-tô, nhóm chúng nó lại từ A-si-ri, đem chúng nó vào đất Ga-la-át và Li-ban, và chúng nó sẽ không có đủ chỗ ở. Nó sẽ vượt qua biển khổ, sông đánh sóng biển. Hết thảy những nơi sâu của sông Ni-lơ sẽ cạn khô. Sự kiêu ngạo của A-si-ri sẽ bị đánh đổ, và cây trượng của Ê-díp-tô sẽ mất đi. Ta sẽ làm cho chúng nó nên mạnh trong Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ qua lại trong danh Ngài. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 11. Hỡi Li-ban, khá mở các cửa ngươi, cho lửa thiêu nuốt những cây bá hương ngươi. Hỡi cây thông, hãy kêu la, vì cây bá hương đã ngã, những cây tốt đẹp đã bị hủy phá. Hỡi cây dẻ ở Ba-san, khá kêu la, vì rừng rậm đã bị chặt. Có tiếng than khóc của những kẻ chăn chiên, vì sự vinh hiển của chúng nó đã bị hủy phá. Có tiếng gầm thét của những sư tử con, vì sự kiêu ngạo của Giô-đanh đã bị tồi tàn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta phán như vậy: hãy cho những con chiên sắp giết ăn cỏ. Những kẻ mua nó giết đi chẳng lấy làm phạm tội, còn kẻ bán thì nói rằng: Đức Giê-hô-va đáng ngợi khen vì ta giàu có. Và trong những kẻ chăn chẳng một người nào tiếc chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: vì ta chẳng tiếc dân cư đất này nữa, nhưng này, ta sẽ phó ai nấy vào trong tay kẻ lân cận mình và trong tay vua mình. Chúng nó sẽ đánh đất, và ta sẽ không giải cứu khỏi tay chúng nó đâu. Vậy ta cho những chiên sắp giết ăn cỏ, là những chiên rất khốn nạn trong bầy. Đoạn ta lấy hai cây gậy, một cây gọi là tốt đẹp, một cây gọi là dây buộc, và ta cho bầy chiên ăn. Chỉ trong một tháng, ta diệt mất ba kẻ chăn, vì linh hồn ta đã nhàm chúng nó, và linh hồn chúng nó cũng chán ta. Ta bèn nói rằng: ta sẽ không chăn bay. Con nào chết, chết đi; con nào mất, mất đi. Còn những con nào sót lại thì con này ăn thịt con kia. Đoạn ta lấy gậy ta gọi là tốt đẹp, mà chặt nó ra từng khúc, đặng dứt lời giao ước mà ta đã kết với hết thảy các dân. Nó bị dứt trong ngày đó. Vậy thì những con chiên rất khốn nạn trong bầy,
là chiên nghe theo ta, biết rằng ấy là lời của Đức Giê-hô-va. Ta nói cùng chúng nó rằng, nếu các ngươi lấy làm tốt thì hãy cho tiền công ta, bằng không thì đừng cho. Chúng nó bèn cân tiền công cho ta là 30 miếng bạc. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy lấy giá tốt mà chúng nó định cho ta đó, đem quăng cho thợ gốm. Ta bèn lấy 30 miếng bạc mà quăng cho thợ gốm tại trong nhà Đức Giê-hô-va. Rồi ta chặt gậy thứ hai của ta, gọi là dây buộc, đặng dứt tình anh em giữa Giu-đa và Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy lấy khí vật của kẻ chăn dạ dột cho ngươi. Vì này, ta sẽ dấy lên một kẻ chăn trong đất này. Kẻ ấy sẽ chẳng thăm viếng chiên bị mất, chẳng tìm kiếm chiên tản lạc, không chữa con nào bị thương, không nuôi con nào mập mạnh, song nó ăn thịt con rất mập và xé móng chúng nó. Khốn thay cho kẻ chăn vô ích bỏ bầy mình. Gươm sẽ ở trên cánh tay nó và trên con mắt hữu nó. Cánh tay nó sẽ khô cả và con mắt hữu nó sẽ mù cả. Chương 12. Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va phán về Israel. Đức Giê-hô-va là đấng dương các tầng trời, lập nền của đất và tạo thần trong mình người ta có phán như vậy. Này, ta sẽ khiến Jerusalem làm chén xây sẫm cho mọi dân chung quanh, và khi Jerusalem bị vây, tai nạn sẽ cũng kịp đến Giu-đa. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến Jerusalem làm hòn đá nặng cho các dân tộc. Phàm những kẻ mang nó sẽ bị thương nặng, và mọi nước trên đất sẽ nhóm lại nghịch cùng nó. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó, ta sẽ đánh mỗi con ngựa cho kinh hãi và kẻ cưỡi nó phải điên cuồng. Ta sẽ mở mắt ta trên nhà Giu-đa và đánh mỗi con ngựa của các dân cho mù đi. Bây giờ, các trưởng Giu-đa sẽ nói trong lòng mình rằng, những dân cư Jerusalem là sức mạnh của ta trong Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời mình. Trong ngày đó, ta sẽ làm cho các trưởng Giu-đa giống như một bếp lửa ở giữa đám củi và như một đuốc lửa ở giữa những bó lúa. Chúng nó sẽ thiêu nuốt bên hữu và bên tả hết thảy các dân tộc xung quanh, và dân cư Jerusalem sẽ lại còn ở chỗ mình, tức là Jerusalem. Đức Giê-hô-va trước hết sẽ cứu những trại của Giu-đa, hầu cho sự vinh hiển của nhà David và sự vinh hiển của dân cư Jerusalem không dấy lên trên Giu-đa được. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ làm đấng bảo hộ của dân cư Jerusalem, và trong ngày đó, kẻ rất yếu trong chúng nó sẽ như David. Nhà David sẽ như Đức Chúa Trời, sẽ như thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở trước mặt chúng nó. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ tìm cách hủy diệt hết thảy những nước nào đến đánh Jerusalem. Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Trong ngày đó sẽ có sự thương khóc lớn tại Jerusalem như là sự thương khóc của Hadad Rimmon ở trong đồng bằng Megiddo. Đất này sẽ thương khóc, mỗi họ riêng phần mình, họ của nhà David riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ của nhà Nathan riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ của nhà Levi riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra, họ Shimei riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra. Phàm những họ còn sót lại, mỗi họ riêng ra và những vợ chúng nó riêng ra. Chương 8. Đức Chúa Giê-xu lên trên núi Olive. Nhưng đến tảng sáng Ngài trở lại đền thờ, cả dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Bây giờ các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Và trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy. Còn Thầy thì nghĩ sao? Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng,
ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước. Đức Chúa Giêsu ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đương đứng chính giữa đó. Đức Chúa Giêsu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Người Pha-ri-si bèn nói rằng: Thầy tự làm chứng về mình thì lời chứng thầy không đáng tin. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Dẫu ta tự làm chứng về mình, nhưng lời chứng ta là đáng tin, vì ta biết mình đã từ đâu mà đến và đi đâu. Song các ngươi không biết ta từ đâu mà đến, cũng chẳng hay ta đi đâu. Các ngươi xét đoán theo xác thịt, ta thì không xét đoán người nào hết. Nếu ta xét đoán ai, sự xét đoán của ta đúng với lẽ thật, vì ta không ở một mình, nhưng Cha là đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta. Và có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng hai người là đáng tin. Ta tự làm chứng cho ta, và Cha là đấng đã sai ta đến cũng làm chứng cho ta. Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của thầy ở đâu? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Các ngươi chẳng biết ta và cũng chẳng biết Cha ta. Nếu các ngươi biết ta thì cũng biết Cha ta nữa. Đức Chúa Giêsu phán mọi lời đó tại nơi kho, đương khi dạy dỗ trong đền thờ, và không ai tra tay trên Ngài vì giờ Ngài chưa đến. Ngài lại phán cùng chúng rằng: Ta đi, các ngươi sẽ tìm ta và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi ta đi. Người Giu-đa bèn nói rằng: Người đã nói các ngươi không thể đến được nơi ta đi, vậy người sẽ tự tử sao? Ngài phán rằng: Các ngươi bởi dưới mà có, còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Vì nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Chúng bèn hỏi Ngài rằng: Vậy thầy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Như lời ta đã nói với các ngươi từ ban đầu, ta có nhiều sự nói và đoán xét về các ngươi. Nhưng đấng đã sai ta đến là thật, và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian. Chúng không hiểu rằng Ngài phán về Cha. Vậy Đức Chúa Giêsu phán rằng: Khi các ngươi treo con người lên, bây giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Bởi Đức Chúa Giêsu nói như vậy nên có nhiều kẻ tin Ngài. Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai. Vậy sao thầy nói rằng các ngươi sẽ trở nên tự do? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Và tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. Vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Abraham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. Ta nói điều ta đã thấy nơi Cha ta, còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi Cha mình. Chúng trả lời rằng: Cha chúng tôi tức là Abraham. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu các ngươi là con Abraham thì chắc sẽ làm công việc của Abraham. Nhưng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi. Abraham chưa hề làm điều đó. Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình, chúng tôi chỉ có một cha là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta,
vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chân ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật nên các ngươi không tin ta. Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta? Ai ra bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời, cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Người Giu-đa thưa rằng, chúng tôi nói thầy là người Samari và bị quỷ ám há không phải sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta chẳng phải bị quỷ ám, nhưng ta tôn kính cha ta, còn các ngươi làm nhục ta. Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta, có một đấng tìm và đoán xét. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Người Giu-đa nói rằng, bây giờ chúng tôi thấy rõ thầy bị quỷ ám. Abraham đã chết, các đấng tiên tri cũng vậy, mà thầy nói nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng hề chết. Thầy lại trọng hơn cha chúng tôi, Abraham là người đã chết sao? Các đấng tiên tri cũng đã chết, thầy mạo xưng mình là ai? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta tự tôn vinh thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì. Ấy là cha ta làm vinh hiển ta, là đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình. Dầu vậy, các ngươi chưa biết Ngài đâu, còn ta thì biết. Và nếu ta nói rằng ta không biết Ngài, ta sẽ cũng nói dối như các ngươi vậy. Song ta biết Ngài, và ta giữ lời Ngài. Cha các ngươi là Abraham đã nức lòng nhìn thấy Ngài của ta, người đã thấy rồi và mừng rỡ. Người Giu-đa nói rằng, thầy chưa đầy 50 tuổi mà đã thấy Abraham. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham, đã có ta. Bây giờ chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài, nhưng Đức Chúa Giê-xu đi lén trong chúng ra khỏi đền thờ. Chương 9. Đức Chúa Giê-xu vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sinh ra. Môn đồ hỏi Ngài rằng, thưa Thầy, ai đã phạm tội? Người hay là cha mẹ người mà người sinh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của đấng đã sai ta đến, tối lại thì không ai làm việc được. Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn và đem sức trên mắt người mù. Đoạn Ngài phán cùng người rằng, hãy đi rửa nơi ao Siloe, nghĩa là chịu sai đi. Vậy người đi đến ao đó, rửa và trở lại thì được thấy rõ. Xóm giềng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn mày đều nói rằng, này có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng? Người thì nói, ấy là hắn. Kẻ lại nói, không phải, sao một người nào giống hắn? Người mù nói rằng, chính tôi đây. Chúng bèn hỏi người rằng, tại sao mắt ngươi đã mở được? Người trả lời rằng, người tên gọi là Giê-xu kia đã hòa buồn sức mắt tôi và nói rằng, hãy đi đến rửa nơi ao Siloe. Vậy tôi đi đến rửa tại đó rồi thấy được. Chúng hỏi rằng, người ấy ở đâu? Người trả lời rằng, tôi không biết. Chúng dẫn người trước đã mù đó đến cùng người Pha-ri-si. Và ấy là ngày Sa-bát mà Đức Chúa Giê-xu đã hòa buồn và mở mắt cho người đó. Người Pha-ri-si lại hỏi người, thế nào được sáng mắt lại? Người rằng, người ấy ra buồn vào mắt tôi rửa rồi thấy được. Có mấy kẻ trong những người Pha-ri-si bèn nói rằng, người này không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu, vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng kẻ khác rằng, một kẻ có tội làm phép lạ như vậy thế nào được? Rồi họ bèn chia phe ra. Bây giờ chúng hỏi người mù nữa rằng, còn ngươi, về người đã làm sáng mắt ngươi đó thì ngươi nói làm sao? Người trả lời rằng, ấy là một đấng tiên tri. Song le, người Giu-đe không tin rằng người ấy trước đã mù mà được sáng lại,
cho đến khi gọi cha mẹ người đến. Họ gạn hỏi rằng, đây có quả thật là con trai các ngươi mà các ngươi nói rằng nó mù từ thuở sanh ra chăng? Thế thì sao bây giờ nó sáng vậy? Cha mẹ người trả lời rằng, chúng tôi nhìn biết là con trai chúng tôi đó đã mù từ thuở sinh ra. Nhưng hiện nay tại làm sao thấy được thì chúng tôi không rõ. Chúng tôi cũng không biết ai mở mắt nó nữa. Hãy hỏi nó đã đủ tuổi, chính nó sẽ nói cho. Cha mẹ người nói vậy vì sợ dân Giu-đa. Bởi dân Giu-đa đã định rằng hễ ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì phải bị đuổi ra khỏi nhà hội. Ấy vì cớ đó nên cha mẹ người nói rằng, nó đã đủ tuổi, hãy hỏi nó. Vậy người Pha-ri-si gọi người trước đã mù một lần nữa mà nói rằng, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta biết người đó là kẻ có tội. Người trả lời rằng, tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng. Họ lại hỏi rằng, người đã làm điều gì cho ngươi, mở mắt ngươi thế nào? Người trả lời rằng, tôi đã nói với các ông rồi mà các ông chẳng nghe tôi, cớ sao các ông muốn nghe lại lần nữa, há cũng muốn làm môn đồ người chăng? Họ bèn mắng nhiếc người mà rằng, ấy chính ngươi là môn đồ người, còn chúng ta là môn đồ của Môi-se. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se, nhưng người này thì chúng ta chẳng biết bởi đâu đến. Người trả lời rằng, người đã mở mắt tôi mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là sự lạ lắm. Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời làm theo ý muốn Ngài thì Ngài nhậm lời. Người ta chẳng bao giờ nghe nói có ai mở mắt kẻ mù từ thuở sinh ra. Nếu người này chẳng phải đến từ Đức Chúa Trời thì không làm gì được hết. Chúng trả lời rằng, cả mình ngươi sinh ra trong tội lỗi lại muốn dạy dỗ chúng ta sao? Đoạn họ đuổi người ra ngoài. Đức Chúa Giê-xu nghe họ đã đuổi người ra và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng, ngươi có tin đến con Đức Chúa Trời chăng? Người thưa rằng, thưa Chúa, ngươi là ai hầu cho tôi tin đến? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ngươi đã thấy người, và ấy là chính người đương nói cùng ngươi. Người thưa rằng, lạy Chúa, tôi tin, bèn sắp mình xuống trước mặt Ngài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này. Hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại hóa mù. Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài nghe điều đó thì nói với Ngài rằng, còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết. Nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Thi Thiên 129. Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi. Israel đáng nói, từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, nhưng không thắng hơn tôi được. Các nông phu cày trên lưng tôi, xẻ đường cày mình dài theo trên đó. Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài đã chặt những dây kẻ ác. Nguyện những kẻ ghét Si-ôn bị hổ thẹn và lui lại sau. Nguyện chúng nó như cỏ nơi nóc nhà, đã khô héo trước khi bị nhổ. Người gặt không nắm đầy tay mình, kẻ bó không gom đầy ôm mình. Những kẻ lại qua cũng không nói, nguyện phước Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi. Chúng ta nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho các ngươi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài.
Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.